ngày qua ngày đấy, cứ bật vô âm tín. Ok quý vị và các bạn, ngày nay thì A Pháo tiếp tục có mặt tại hiện trường vụ sạt lở núi tại làng Nủ Quốc Khánh các bạn ạ. Và đây là ngày thứ 3, cụ thể thì tại làng Nủ Quốc Khánh vào khoảng độ 6 giờ buổi sáng ngày mùng 10 tháng 9. Và ngày hôm nay A Pháo ghi hình đó chính là ngày 12 rồi. Và hiện trường thì mình sẽ cho file flycam một chút lên các bạn hình dung ra được nha các bạn nhé. Và công việc ngày nay thì khắc phục hậu quả sau sạt lở như thế nào, các lực lượng chức năng thì đang làm việc. Giờ trưa này là giờ trưa quý vị, khá là nắng, bà con thì ai cũng mệt mỏi sau một trận mưa bão kéo dài. Và nay nữa thì người nhà không còn, chủ yếu là những người bà con ở các bản làng khác, người ta đến anh em nhau ấy các bạn, đến để nhận người thân, người nhà và táng. Có những gia đình thì bị mất tích và chết quý vị ạ, cả nhà luôn, rất là thương tâm. Và ngày nay buổi chiều thì lực lượng chức năng, các chú bộ đội từ 316 và lực lượng tại chỗ dân quân thì sẽ tiếp tục đào bới tìm các bạn ạ. Và từ bên này nhé, từ bên này thì mình sẽ ghi hình một vòng cho quý vị hình dung ra. Ở bờ bên kia thì theo quan sát của Pháo thì bên đấy thấy các chiến sĩ thấy tập trung vào một chỗ quý vị ạ. Chỗ này là khuất quá, chắc là trong nữa thì mình sẽ chạy sang. Trước hết thì xem bờ bên này trước đã các bạn nhé, mất công mình chạy đi trở lại hai bờ bên này trước đã. Chắc là đã tìm thấy một thi thể nữa rồi, cho nên là thấy cáng với lại là các chiến sĩ cụm lại trên này xem nào. Và cắm cọ quý vị này, đang cắm cọ ở bên đấy. Tuy nhiên là cái thiết bị này của mình thì không zoom đến đấy được, nên là đành phải đến tại chỗ thôi. Trông nữa đi, xem bờ bên này thấy mọi người đang tập trung đông đông ở đây nữa thì mình cũng cập nhật luôn ở bên này đi. Bên này thì mình di chuyển nước suốt quý vị ạ, tức là những ngày đầu thì di chuyển đồ đạc cho gia đình mình, khu phố mọi thứ cũng tạm tạm nhà mình rồi. Mình còn đang chưa xử lý đó là những thiết bị điện, bốn cái xe máy, cái ô tô của mình ngày nay cũng chưa xử lý luôn. Đi cập nhật tình hình trước đã. Bên này đang thấy tập trung này quý vị này, cũng có tập trung đấy, lực lượng chiến sĩ đang tập trung ở bên này, mọi người đang tập trung ở đây khá đông. Xem là có phải tìm thấy không? Dường như không phải. Không phải. Nếu tìm thấy thì... Và ngày nay thì có cả chó cứu hộ các bạn nhé. Cái hiện trường này thì Bảo đã quay ghi hình từ hôm trước. Nay mình ghi lại mức độ tàn phá của ngoài lưu bão và ảnh hưởng đó chính là sạt lở một quả núi. Thấy mọi người quay lại rồi, vậy thì mình cũng
quay lại thôi. Hiện tại các chiến sĩ thì dùng những cái vật dụng đó là xăm xăm các bạn ạ. Xăm và chó nghiệp vụ. Xem họ thao tác như nào đã nhá. Ngồi mình sang kia các bạn nhé. Bên kia đang cắm cọ để đào. Theo kinh nghiệm của các anh đang đi tìm ấy, thì chỗ nào máu mềm mềm và có mùi đó, có cái thứ vậy. Anh Cảnh Quỳnh đang đi tìm này. Sao bạn lại dẫn lên đồi nhỉ? Các bạn hai mặt cảnh quyền các bạn dẫn lên đồi. Hai phần flycam này các bạn hình dung ra nhé, nhà của Hiểm về nhà của Hồng bên đấy. À, bên trong nữa thì cũng đang sạt đấy các bạn. Chắc ở khu vực đấy cũng chả ở đâu. Sau này cũng sẽ di rời thôi. Thôi, mình ra nhà điều hành đi. Ăn bằng những cái bình địa luôn. Mình chạy ra nhà điều hành rồi đấy. Và ngày nay cập nhật lại quý vị nhé. Thì mỗi ngày lực lượng chức năng hoặc là trưởng bản, mọi người chăng nữa thì đang cập nhật lại thông tin đến ngày hôm nay. Thì mình cập nhật tại các bác trong ban điều hành thôi. Tức là với 37 hộ và nhân khẩu thì là 158 các bạn ạ. So với lúc đầu là 128. 158 nhân khẩu và số người nghi mất tích và chết con số là 57 quý vị ạ. Vậy là nó sẽ chênh lệch với ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên thì chỉ là con số liệu thôi. Và đây nữa thì còn có cái những nó có thể là thay đổi quý vị. Thay đổi là như nào? Vì cả bản thì trong thời điểm đấy thì có khách nữa các bạn. Ví dụ như là nam nữ về làm khách, hoặc là những cô chú bác về làm khách tại khu vực ở bản. Làm khách ở đây nên là con số mất tích tử vong thì sẽ không chuẩn xác. Còn con số nó sẽ như vậy. Okay. Mình chạy sang bờ bên kia nhé. Bên kia thì các chú lực lượng này đang bắt đầu dùng cưa máy và các thứ để tìm đấy. Người nhà người thân thì đang chờ đấy quý vị. Họ chờ suốt từ hôm qua tới nay rồi. Và tìm được người nào thì họ táng luôn đấy. An táng. Tìm kiếm thì các chiến sĩ mỗi người cần một cái cọc, cái que các bạn để xăm. Đó. Xăm ở những cái vị trí đáng ngờ. Nó rất là thụt luôn, ví dụ như các bạn vừa xong rồi là thụt đấy các bạn. Chỗ này thì hôm qua đã tìm bằng mắt rồi. Đấy, hôm qua mình cũng đã ghi hình qua chỗ này quý vị.
để đi vào trong nhé các bạn nhé. Những đội đi này. Lực lượng này rất là đông luôn đấy. Và hôm nay thì có cả máy múc. Tuy nhiên máy múc thì không tìm ở vị trí này. Máy múc thì đang ở vị trí hạ du cơ, đang múc ở cái hạ du lên. Vâng, cảm ơn anh. Trâu dãy dãy hôm qua thì đã được giải cứu rồi quý vị ạ. Người nhà thì không còn, chủ sở hữu con trâu không còn. Chỗ này sâu lắm. Sau nói chuyện với cô. Vâng. Hôm qua cháu mang một thùng đồ định tính là mang vào nhà mình, cuối cùng là cháu chả vào được. Sau cháu phát cho các chú, các anh đang làm nhiệm vụ. Cháu lên đây đã nhá. Bên này nhìn sang cái vết núi lở rõ ràng hơn đấy quý vị. Đó. À, pháo tiếp cận từ bên mé tay phải. Mừng quá. May là nhà không sao. Không sao à? Không may, cả nhà không sao cả. Ừ, nhưng mà anh em họ hàng thôi đúng không? Khu vực này đúng không? Vâng, toàn anh em họ hàng, anh em của ông. Bây giờ còn nguyên vẹn mỗi ông. Đây là một chú đi làm con nuôi ở ngoài. Ừ. Còn thế lại là không còn ai. Còn trẻ con đâu? Còn trẻ con em gửi trong cây 13 ấy. À. Thì bây giờ thì hôm nay mới bắt đầu tìm thấy thôi. Nhà mình bắt đầu tìm thấy được người nào chưa? Có tìm thấy được mấy người rồi, từ bà cụ đi ra đến chú, đến tím thôi, đến cháu. Thế vợ chồng nhà chủ quán thì tìm thấy chưa? Vợ chồng nhà chủ quán thì anh thì là tìm thấy từ cái hôm đầu bị sạt xong rồi chiều tối thì tìm thấy, thì bị cây đâm thủng ruột thì tìm thấy rồi. À. Còn con thì là con bé thì là bị thương, thì bây giờ đang ở viện rồi. Thằng lớn thì may ở trên trường trên kia. À. Còn chị nhà thì chưa tìm thấy. À. Bây giờ ok. Đang tìm. Thế em đang chờ hay là làm nhiệm vụ? Không, em cũng đi men ấy, thì gặp xem có phải anh em nhà mình không thì mình nhận, thì mình mang đi bên kia xong là mình ấy thôi. Mình cứ chờ thôi, xong với lại sáng nay em thả về, chạy về thả con lượn của bà ấy, nó chạy ra tận này này, đi ra đi gọi thì bắt về để gửi nhà. Thả con gì cơ? Con lợn. Ồ, con lợn. Vâng. Nhà bây giờ con ở được không? Nhà bây giờ thì còn nguyên thôi, nhưng mà ở thì nếu mà có tình ở thì vẫn ở được, nhưng mà sợ lắm. Ở đằng sau nhà nó nứt rồi ấy. À, cũng có vết nứt rồi. Vâng, có vết nứt rồi.
nó cũng hỏng nhiều rồi. Nhà chị Hồng thì bây giờ là chỉ còn được mỗi nửa mái nhà đằng trước thôi. Hôm qua anh zoom máy vào thấy thấy một mái đằng sau là đi hết mà. Nhưng mà may cái Hiểm nó không ngủ ở nhà, nó lại lên nhà bà ngủ. À, ngủ nhà bà. Vâng. Ồ, anh cứ nghĩ là lên trường cơ. Không, mưa. Thế mưa rồi. Thì nó nghỉ 2 hôm. Cả thông báo cả toàn huyện nó nghỉ mà. Phục quá. Vâng, thế mới bảo là may. Còn thằng Huyên thì là đi ở với chị ở dưới kia, nhưng mà ở dưới kia cũng ngập không ngủ được. Bà là chiều nay cố gắng về Hiểm thế nào. Thế là về anh em trực hệ trong nhà mình thì Hiểm hôm nay mới tìm thấy một à? Được 7 người. Được 7 người rồi. Ừ, táng hết chưa? Có mai táng hết rồi. Bây giờ đang chờ tìm, bây giờ còn chờ tìm 6 người nữa, không biết nào. Còn 6 người nữa. 7 với 6. 13 người. Hôm qua anh đi xem là cái chỗ nhà kia là 12 người nhà em rồi. Cô thì có cô này, có thím này, có hai đứa cháu, như là 4 người đi ra. Cô, cái cô giáp nhà, cô giáp nhà chị Hồng kia thì cũng có 1 người nữa, 5 người. Ra đến đây là nhà chú 1 người nữa, nhà bác 1 người nữa, nhà thằng chú kia là cũng 1 đứa cháu nữa, nhà thím 4 người nữa. Ừ, tất cả là 23 người gì đấy. Ừ, 13 người. Nhà cái nhà có trẻ con không? Có, phải trẻ con. Trẻ con thì có, trẻ con có 3 đứa. 3 trẻ con rồi. 3 đứa cháu. Cái nhà chú mà anh quay cái nhà sàn có cái máy điện ở đằng trước nhà ấy là nhà chú đi hết. Còn cái đứa con trai vừa ra ở riêng thì là may vớt được thằng em chú đấy, với lại một đứa con gái ấy mà bị cái chân, bây giờ cũng đang ở viện. Còn đứa con trai út thì là bảo là cái đợt đầu tiên nó xuống vào thì là nó chưa ngập hết cái mái nhà, thì bảo trèo lên được cái nhà ấy. Nhưng mà xa quá mênh mông như này, người ta không dám vào cứu, thì là đợt thứ hai nó xuống trong một phát thì đi luôn. Thôi được rồi, em cứ làm nhiệm vụ đi, anh nắm được tình hình như vậy. Anh cũng vừa gặp bà với Đông với chồng em. May mắn đấy. Tại vì là em lúc đấy là mưa. Còn em... người còn của em ạ, không phải buồn. Bây giờ là không có của đâu, bây giờ là hết sạch của rồi, không có. Có mỗi cái nhà thôi, bây giờ nhà đây ruộng ra ở ngoài này hết, cả nhà chị Hồng cũng thế. Rồi sẽ có em ạ. Giờ có không chả biết làm kiểu gì. Anh em nhà thì cũng chả có ai, còn mỗi mình ông thì không biết nên sống kiểu gì. Ông thì bây giờ chắc là sẽ chuyển vào nhà em chứ. Bây giờ tất cả ở nhà kia không ở được, bây giờ chỉ chú tạm cái 13 kia, xong rồi bây giờ chờ nhà nước xem di chuyển đi đâu thì đi thôi. Ở đây rất là nguy hiểm luôn. Người ta định cư ở bên này nứt hết mà. Ở bên này cũng nứt hết, coi là ở khu vực này thì bây giờ bọn em không ở được. Chắc chắn là không ở được. Vậy thêm nữa là với cái hình ảnh buồn này không ai muốn ở đây. Chắc có phải vài ba năm nữa mới quay lại đây làm ruộng chẳng hạn. Ruộng thì không khơi được làm được đâu, ruộng ở đây nó bồi xà đấy lắm, nó bồi dày lắm, cũng không khơi làm được. Chỉ có một ít ruộng ở trong nhà kia thì ăn cũng chả được làm ăn. Rồi em còn người còn của. Chả biết có của không. Nợ nần thì đầy đai. Bây giờ đi gọi ông bà về bắt con lợn đi. Thế em đi. Ông bà đang mé bên này này, anh vừa gặp xong. Mé bên này đúng không? Ừ, rồi. Vâng, em đi nhá. Chúng ta vừa cập nhật một chút về những cái lời của những nhân chứng sống sót lại sau vụ bị sạt lở đất. Hướng này thì các bạn có thể nhìn thấy một cái bình địa góc nhìn mà trước đấy A Pháo chưa ghi hình, để mình ra nha các bạn nhé. Và khu vực núi bị đây. Đó, từ hướng này nhìn vào và bị tít ở trên kia này các bạn này, bị tít ở trên kia xuống chứ không phải là ngay dưới này, nên là lượng đất đá mới khủng khiếp nhiều như vậy. Hiện tại thì các anh đang đánh dấu thêm một điểm nữa ở đây các bạn. Đang nghi là có người. Ra hàng ngoài đi.
bây giờ là dùng bơm thôi quý vị ạ. Bơm nước. Bơm nước để xịt vào. Ở những nơi nghi có. Đây số thì đây là cái chuồng lợn có nhà đây, ta lì đây, san bằng bình đĩa hết rồi. Ngoài có một con trâu kìa, xác một con trâu bên kia kìa. Con trâu bên đấy là mùi lắm rồi đấy. Thế nào?
Kết luận là không phải các bạn, có đào nhưng mà không phải, nghi là không phải. Chúng ta sẽ đi theo các chiến sĩ dọc bờ suối xem nào. Bắt được lợn chưa em? Lợn của nhà cô. Nhưng mà bắt được chưa? Bắt được mấy anh em chưa bắt được. Anh em thì bắt à? Bắt lên chính chính. Có thiệt hại con trâu con lợn không? Nhà em thì không. Áo cá của ông vẫn còn mà đúng không? Em bị ảnh hưởng từ mỗi nhà trên hôm xuống. Ừ. Lợn của nhà cô để làm dỗ ấy, nhưng mà cô bây giờ tháng nay vừa mới nhận được sát. Còn chú thì bị gãy tay ở viện. Ừ. Qua kia thì đấy là cái ruộng này thì ấy thôi, nông nên là các chiến sĩ tìm. À, có con vịt này. Con gà. Gà chết trương thây ở đây rồi. Đằng kia có con trâu cũng trương thây ra. Đúng. Mấy con trâu liền ạ? Nhà của cô Phan ở bên kia có một con đang ngắm mồm ở trong cái nhà này. Thế à? Không cho nó ăn à? Ngắm mồm chết đi. Ờ à. Không trả muôn mổ đúng không? Mổ cái gì? Hai cứu được một con. Đấy con là... có một con từ chiều qua hay gì? Chắc là thế. Góc ngoài ngoài chỗ, cửa. Cầu tích này kia. Ừ, đúng rồi. Con đây anh thấy từ hôm qua rồi. Của cái nhà. Nhưng mà con trâu đấy thì bảo là chủ nhà với lại nhà đi hết rồi. Đi hết
Đứa con gái mà cứu được nhưng mà không biết là còn sống không thôi. À. Đứa con gái út đấy. Ừ. Đi đang ở Đa Khoa tỉnh à? Bên này là có thêm cái thủy điện Nậm Lúc sập nhà điều hành quý vị ạ. Các bạn có thể lên VN Exit hoặc là những trang truyền thông mà chính thống thì người ta đưa tin đấy các bạn. Ở trên đấy cũng sập nhà điều hành và tới 60 người. Đấy, 60 người bị thương. Thêm nữa đó là cũng có nạn nhân tử vong, hình như là 5 các bạn ạ. Con số của mình đến ngày nay nữa thì ngày hôm nay chưa cập nhật, thế nên là đọc từ bài báo hôm trước thôi. Được, mình di chuyển ra ngoài nhé, thì các chiến sĩ cũng di chuyển ra ngoài. Khi nào nữa thì các bạn làm việc mà nghi ngờ chỗ nào nữa thì mình sẽ ghi hình lại. Chưa ăn có no không em? Dạ có. Tức là ở đây là mình có anh nuôi đi theo hay là? Đây đến bữa thì vẫn có cán bộ lấy cơm suất cho ăn, cơm hộp cho ăn. À, là mình ra ngoài này gặp một chiến sĩ, các bạn mình nói chuyện với bạn tí. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 2001 ạ. À, thế là chuyên nghiệp không hay là chỉ để đi nghĩa vụ thôi? Em đi nghĩa vụ, năm nay em năm thứ 2. Tết này thì về đúng không? Dạ vâng. Ồ, 2 năm bộ đội. Dạ vâng. Lúc đầu đi có sợ không? Lúc đầu đi thì cũng có sợ các anh đi trước ấy, nhưng mà về sau thì cũng quen dần, cũng anh em cũng hòa đồng, cũng rất bình thường ạ. Ngày nay vai trò của em trong cái cuộc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn này là gì? Hôm nay là em đứng đây, vai trò của em là quan sát về tình hình nước, nếu mà có biến động bất thường chạy về nhiều hơn thì báo về chỉ huy ạ. À, tức là cảnh báo sớm ấy ạ? Dạ vâng. À, tức là vai trò quan sát đúng không? Dạ vâng. Ừ, cảm ơn em. Trong cái đội của mình đi thì cũng hiệp đồng một tổ chứ hay là cá nhân hoạt động? Quan sát này ạ. Vâng. Quan sát này em có 3 tổ ạ, mỗi tổ có 3 đồng chí ạ. À, cảm ơn em. Quê hương ở đâu? Đó, em ở Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bái. Trấn Yên, Yên Bái. Vâng. Ồ, Trấn Yên khu vực nếu mà làm YouTube giống như anh ấy thì có các bạn tên là Tú, Vi Tú Gái Bản ấy, cũng kênh làm từ thiện với cái mảng này, kênh khá lớn. Cảm nhận của em thế nào? Quê hương của em có đồi núi như này không? Có, quê anh em cũng có đồi núi như này mà đợt nọ mưa lũ thì cũng có ngập ấy, ngập, nhưng mà chỗ em thì cũng không ảnh hưởng. À, không ảnh hưởng, vẫn liên hệ với bố mẹ thôi. Dạ vâng ạ. Ừ. Ở đây bàng hoàng quá nhỉ. Đến đây mình cũng ở miền núi thật nhưng mà nhìn thấy khung cảnh này thực sự là không nói nên lời. Người dân trên này khổ hơn chỗ em rất là nhiều. Ừ. Tại bố em vùng thấp hơn à? Vâng. Ừ, cảm ơn em. Chúc em sức khỏe nhá. Vâng, em cảm ơn anh. À, ngày nữa thì sẽ hiệp đồng với các lực lượng nữa thì sớm tìm thấy những nạn nhân còn lại. Thế bạn là ngày nay là bữa trưa chắc là ăn vội xong là ra quan sát sớm. Sữa, cơm suốt là những cái lực lượng ví dụ như là người ta đến hỗ trợ đây các bạn. Các tổ chức hoặc là các cá nhân đến nấu ở ngoài các trường học ấy, mang vào các bạn. Ngày nay ấy, thì với các chiến sĩ ngày nay thì không có anh nuôi đi cùng. Đây thì để lại mấy bạn đang tìm. Người nhà cũng vẫn tích cực tìm nha các bạn nhé. Không phải người nhà không tìm đâu. Người nhà đang dò bên trên và nghi khu vực nào có và hiệp đồng với các chiến sĩ. Có những gia đình thì ngày nay thì họ ở xa tới và đã mai táng, đi lại họ rất là mệt mỏi rồi. Thế nên là cũng trực chờ vào lực lượng chức năng đưa người thân, người nhà của mình lên và nhận dạng, nhận diện và làm công tác cuối cùng mai táng cho người nhà của mình. Rất thụt đấy. Đây là những cái đồ
mà các tổ chức từ thiện người ta mang đến tiếp tế các chiến sĩ nghỉ uống nước và ăn nhẹ các bạn ạ. Rất mệt luôn. Chưa có, chắc là chưa có bạn nào ngất đâu đúng không? Dạ chưa. Cố gắng vì bà con làng đủ. Em ở đâu? Em ở Hà Giang ạ. À. Có bạn nào bị thụt không? Trong này các bạn xuống có bạn nào bị thụt không? Chắc là bị thụt thường xuyên thôi đúng không? Hôm qua anh xuống anh thụt đến tận rốn mà. May là có cái que anh để ngang lên xong là vẫn leo lên được. Em là vừa đi vừa dò anh. À vừa đi vừa dò. Kinh nghiệm là có cái cây vừa đi vừa dò thì đỡ thụt hơn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 10 bạn. 10 bạn, bạn nào đã tìm thấy người? Chắc là chưa đúng không? Cái chân anh, cái chân. À, đây là một tổ, các bạn là một tổ à? Bạn thấy một cái chân. Một bên chân. Một bên chân. À. Sáng nay à em? Chiều qua. Chân nó nguyên vẹn. Sáng nay. À, một bên chân. Từ khu vực nào xuống? Từ đây xuống. À, từ bẹn. Chân bên phải. Kinh khủng quá nhỉ. Yeah. Chắc là chân phụ nữ. À, chân phụ nữ à? Vì em nhận định là chân nhỏ à? Đùi thì rất là to nhưng mà bàn chân thì nhỏ. Ồ, vì có thời gian tiếp xúc với nước rồi. Các chiến sĩ thì cởi hết quân tư trang một chút các bạn, đồ bảo hộ thôi, gọi là đồ bảo hộ thôi, xong là tiếp tục công việc. Các chiến sĩ nghỉ giữa giờ một tí các bạn thay ca nhau ấy. Ở ngoài này thì có các tình nguyện viên đưa nhu yếu phẩm, xăng, các thứ vào đây tận nơi luôn. Công tác cứu hộ khu vực này thì đến thời điểm từ trưa đến giờ thì khu vực ở mạn trên bên trái này các bạn nhé thì chưa tìm thấy nạn nhân nào cả, chưa tìm thấy người nào cả. Đây, anh đang làm, mình xuống gần hơn. Lực lượng rồi chứ không có sự trùng hợp mà giày trôi có cả đôi ở đây cả.
Chú này lôi con đường không em? Sao không? May quá. Thank you.
máy một lượt cho các bạn cùng nhìn ra hiện trường vụ sạt lở núi tại làng Ngủ, xã Phúc Khánh, Bảo Lộc, Lào Cai. Hiện tại cái chỗ này thì là gần như là hạ du, trên triển triển như này. Thế này người ta có thể là bước qua được, thì anh vừa bước qua. À, kinh nghiệm đi qua các đoạn nào có sỏi các bạn ấy, chỗ nào bùn thì hướng dẫn sang luôn đấy. Ví dụ như là cái chỗ này thì cũng đã tìm rồi. Đây là những cái vật dụng sinh hoạt, đồ vải các bạn, cái khăn, cây cọ. Đây là hẳn một cái nếp nhà rồi, trôi giạt về đây. Tiếp tục mình xuống bên dưới này các bạn. Bên này thì tìm tiếp cả buổi chiều nay, thì đến thời điểm hiện tại 16 giờ hơn chưa thấy thêm một người nào. Nhà điều hành các bạn, số lượng quan tài thì rất là nhiều luôn. Ngày chưa sử dụng và đang chờ các nạn nhân tìm thấy. Khâm liệm đây các bạn. Buổi chiều nay nữa thì trời quang mây tạnh và nắng các bạn ạ. Những tuyến đường ngày nay đỡ sạt lở và người thân ở phương xa người ta nghe tin và tìm về. Khi về thì không thấy ngôi nhà của mình đâu nữa. Những người thân của mình đều đã nằm ở dưới dòng suối này hết rồi các bạn ạ. Bên cạnh có một chị mình thấy. Chắc là chị vừa làm về.
Chị vừa đi làm xa về ạ? Mặt trời lặn rồi mà cháu giờ chưa thấy hả? 3 ngày rồi, khổ lắm con không nghĩ về thôi. Con của mình à chị? Cháu. Cháu ạ. Dạ. Ngày qua ngày ấy cứ bật vô âm tín này. Này đã tìm bằng mấy hôm rồi. Chính xác là trưa ngày hôm qua các lực lượng chức năng đoàn sư 316 vào ạ. Thì lực lượng tại chỗ dân quân thì ngày đầu tiên đã tìm được 15 thi thể rồi ạ. Mà người ta tìm cái này không mấy ngày nữa thì cũng người ta thôi. À, tìm khi nào hết thì thôi chứ ạ. À, cái này là người ta tìm bên trên đấy, xong là lúc sau có máy múc nữa. Lúc bây giờ thì chắc ổng hết rồi, còn gì nữa rồi. Bây giờ nhà chị còn bà cô nữa, mấy cả con cháu nữa. Dạ, chị đi làm xa về. Đúng rồi. Chị là ấy, chồng của chị bị tai biến đó, ở dưới Hà Nội. Ồ. Nhưng mà tối hôm trước nó vẫn còn gọi hỏi thăm cô các thứ. Đến trưa lúc 12 giờ trưa thì chị mới nghe thấy là bị cái làng ấy bị như thế, là gọi cho nó là không được nữa. Vâng. Thằng mới mãi không thông tin được với ai luôn, mà tận chiều mới thông tin mẹ nó mới gọi được. Dạ. Xong mà tối rồi về luôn, nhưng không có xe ở dưới đấy là xe đêm người ta không đi. Hôm qua chị mới về nhà trên Bảo Thắng, sáng nay mới xuống đây được. Vâng. Chị đi quốc lộ 70. Không, đi đường quận E Bắc Ngầm ấy. À, vâng. Cứ bật đồ âm tín này. Từ hôm đấy là đến nay đêm này nó không ngủ tí nào luôn á. Vâng. Nó nói là đứa hiền lành nhất mà biết điều nhất, tình cảm nhất á. Bạn ấy về đây làm dâu ạ? Phải làm dâu ở đây nhà đi, mới chiến nghĩ kìa. Dạ. Bà cô cũng gần đấy. Chị dạ. Đồng có bà cháu. Nó phải kêu bà đấy là bà trẻ. Bà đây là cô của chị mà. Dạ. Còn bây giờ còn đứa con nữa. Thằng con hôm nào là cũng bị thế, nhưng mà để giạt ở đâu ở dưới ấy. Đưa thì đang cấp cứu ở trên tỉnh như này. Có bút thì nó còn thằng lớn như vậy may không gì. Vâng. Đau lắm. Đau rồi. Không vui gì bằng cái đau đớn này luôn. Kêu mãi rồi không ngồi đâu. Còn các lực lượng vẫn đang làm việc. Vâng. Mẹ cháu ấy, mẹ cái Quyến ấy, vừa mới mổ tim về á, mệt. Đang làm ở đằng kia kìa, ở nhà thông gia ấy. Dạ. Còn em gái nó cũng đi mổ tim về. Vâng. Nhà một mình nó cứ lo toan hết, thì chị lớn ở trong nhà. Dạ. Khổ. Sắp tối rồi, mặt trời lặn rồi, tối rồi. Hết một ngày nữa rồi. Quên ơi. Chiều nay đến thời điểm này là chưa thấy trường hợp nào. Một. Ở trên cuối nguồn ấy. À, từ trưa đến giờ được một ạ. Chiều nay ấy, nhưng mà mới báo. Nhưng mà ai nhận chưa? Các vừa báo đưa bên bằng cáng lên ngoài. Chiều nay là ở trên kia làm bảo thấy hai cái chân. Đang báo. Thấy hai chân á? Chân núi, chân nam. Dạ. Một chân núi, một chân nam. Hai chân ở trên đấy à? Trên này. Trên đấy. Ôi, chân núi, chân nam, một chân núi từ sáng rồi. Chân nam từ hôm qua rồi. Sáng á? Ừ. Nam núi, một chân từ hôm qua. Đó, vừa nãy là thấy quyển về báo lạnh cho cái mạnh. Chú là ở xã nào chú? À, ở xã Phúc Khánh này đúng. À, cũng ở đây. Nhưng mà là... không phải ở đây, nhưng mà ở thôn dưới ngoài. À, tức là anh em nhà mình là tập trung ở đây. Vâng. Anh em tập trung cho nhà anh Hùng ấy. Dạ. Anh Hùng biết anh Hùng ấy. Cháu không rõ đâu, ở đây cháu cũng vào ít.
Đó không phải là cái khác à? Có phải khác không? Đúng rồi. Cũng khác nhà cái hồng ấy. Hai anh em nhà hồng à? Vâng, uống rượu với nhau em chú cũng hồng ấy. À. Cũng hồng ấy, bây giờ là nhà chú mất tích hết 15 người. 15? Rồi, tổng số 15 người. Tìm thấy bao nhiêu? Tìm thấy được 9 rồi. Tìm thấy 9. Còn 6 người nữa. Chú túc trực ở đây mấy ngày rồi? Hôm nay nữa là... từ hôm chặt. Từ hôm chặt gì? Mùng 10. Vâng. Mùng 10 chú vào đây luôn. Vâng. Vậy là ngày thứ 3. Vâng. Vậy cũng... cháu cũng tương đương 2 ngày đây rồi. Cái này quân hàm vừa cấp tập mấy rồi anh? Dạ không không. Cũng ngày xưa của... Nhưng mà không gặp, nấy gặp vào trong nhưng mà không gặp quân hàm. Bây giờ nếu mà xong nữa thì mình sẽ làm công tác ma hay là làm gì chú? Nếu như mà chú ở trong người trong họ ấy. Nói chung biết được, bây giờ làm cũng là... Cũng là... Chó tìm thấy xong an táng xong là ổn định cuộc sống. Đó. Thông hơn. Xong nữa là mình có thể là nhà nước quy hoạch cho một cái chỗ tái định cư đúng không ạ? Tái định cư dựng nhà. Còn chỗ này chắc là sau này mới tính tới là quốc đi làm gì thôi, chứ bây giờ thì nó bình địa này thì mọi người cũng rất là đau lòng, không muốn ở lại đây đúng không ạ? Vâng. Cái hồng cái phong ấy này em thấy ba vì anh nhầm thì không em đây. Tất cả là 6, có... 10 anh chị em đều còn sống sót lại. Nó không có chó không điện tìm người này. Vâng. Chỉ có chó ma túy không có chiến đấu. Nhìn nhá, đừng nhìn nhá. Tìm thấy một trường hợp bà con đang khênh về đây rồi. Trường hợp này thì xem nào. Mình sang quá ông chiến sĩ mệt. Và đây cuối ngày thì trong buổi chiều ngày nay thì cơ thể một nam giới tìm thấy và người nhà trong bản có những đặc điểm nhận dạng, ví dụ như là tóc ngắn này,
mổ ruột thừa này đó, và có những cái vết sẹo ở đầu hay như nào nữa thì có những cái nhận dạng. Tuy nhiên thì cũng rất là khó khăn, da hiện tại đã bị lột hết rồi quý vị ạ, và bắt đầu quá trình phân hủy. Có những người thân thì người ta đang xem lại và khẳng định đấy là người thân của mình. Và công tác tiếp theo đó chính là rửa và phun thuốc, dùng thuốc khử khuẩn đó, và chuẩn bị đưa đi táng các bạn đó. Chú và kết thúc một video tại đây quý vị ạ. Và nay nữa thì rửa những cái công tác như vậy thì là một trong những hình ảnh kinh dị rùng rợn, một trong video mà báo truyền tải tại khu vực làng nổ Vũ Khánh rất là đau thương với 37 hộ và những nhân khẩu, những người ở lại nặng nề tâm lý, người đi thì đã là một chuyện và những người ở lại tâm lý gia đình từ 3-4 thành viên đến 7 thành viên nay còn duy nhất một mình, hoặc có những gia đình không còn một thành viên nào đó. Và video này thì A Pháo truyền tải đến đây quý vị nhé, và hẹn gặp lại các bạn những video cập nhật vào ngày mai. Còn những công tác kết nối ngày nay các bạn, mặt trận tổ quốc và nhà nước hiện tại đang lo cho bà con, ví dụ như ăn uống hàng ngày hiện tại bây giờ, và công tác phòng di rời dân hoặc dựng nhà như nào nữa thì ngày nay thì Thủ tướng cũng lên thăm và có những cái chỉ đạo trực tiếp trong tương lai nay mai nữa. Thì nếu kênh A Pháo kết nối với quý nhà hảo tâm hiện tại bây giờ chỉ là khắc phục sau thiên tai thôi quý vị ạ. Và hiện tại nữa thì đó chính là nếu như mà tiền quý vị gửi về, lực lượng chức năng hoặc bộ đội công an và những người đang đi làm thực thi nhiệm vụ hiện tại bây giờ mua cho họ chai nước, bình nước chẳng hạn, mang vào bánh mì đó. Còn tình hình chung hiện tại bây giờ là đều có ban người ta lo cho từng suất ăn quý vị ạ đó. Và lực lượng chức năng xuất từ ngoài đường đi vào thì người ta đã thông đường và đi vào. Các đoàn từ thiện vào thì ban liên lạc của xã, của huyện thì người ta vẫn tiếp nhận những cái đồ vậy và đưa đến phân bổ cho từng cá nhân, hộ gia đình đó, và hoặc những chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại đây thì người họ mới biết rằng là ở đâu cần đấy quý vị nhé. Và chiều nay chẳng nữa cũng có chị gọi cho mình rằng là ở trong làng nụ, chị tận Sài Gòn cơ, kết nối xem kênh của mình ở làng nụ là có cần quan tài hay không. Số lượng quan tài mình quay tại nhà điều hành ở nhà văn hóa này quý vị ạ, thì ban chỉ đạo có nói trả lời rằng là số lượng quan tài hiện tại là đủ, nếu có thiếu đi chăng nữa thì bên chính quyền, lực lượng chức năng người ta cũng sẽ lo đủ thôi. Đấy. Thế nên là việc quý nhà hảo tâm hoặc các bạn muốn gửi đồ về, những cái đồ quy ra hiện vật để đưa vào hiện tại bây giờ thì ban liên lạc ở đây người ta vẫn nhận. Đấy. Còn việc phân bổ cho bà con và cho bộ phận nào nữa thì ở đây người ta sẽ phân bổ quý vị. Và đồ quả pháo mang vào thì cũng như vậy thôi. Có chăng nữa thì mình mang vào trực tiếp cùng với các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ như giống như trưa nay mình phát tại đấy vậy các bạn ạ. Ok, và mình kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Không có gì tang thương hơn thiên tai quý vị ạ. Thật là đau xót. Và hiện tại thì cho vào áo khoan và ngay trong hiện bây giờ đi táng. Mà táng thời điểm này là cũng là tối rồi. Đấy, hiện tại bây giờ là đã cũng 10-18 giờ rồi đấy.